Có ba chậu bông, nó chỉ là bông giấy thôi. Và nó đã làm đẹp cho cái chỗ này. Từ Tết tới giờ, hôm nay đã ngoài Tết đã tới cỡ chừng 20 Tết rồi mà sao giờ này nó vẫn còn tươi mà đều như thế này. Đây là một chậu. Tới đây là chậu thứ hai nè. Chậu thứ hai nó có đặc biệt là nó có cả màu trắng nữa. Nhìn gần vô thì thấy màu trắng, nó cũng là một thứ trắng, trắng không thể tưởng tượng được, không thể nói như thế nào cho nó đúng được. Đấy. Rồi tới cái chậu thứ ba đây thì cũng lại nguyên đỏ thôi. Nguyên đỏ thôi. Đấy. Mà chúng ta thấy mỗi một cái bông đỏ nó là có mấy chấm 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 chẳng, tức là nó như là cái gì đó không biết đó. Cái đó là chỉ có mấy chú ong biết thôi, mình chẳng biết là cái gì. Khi mà nó hút mật chắc nó hút vào cái đó quá. Thật là công trình của tạo hóa quá đẹp mà mình coi thường. Mình được hưởng tất cả sự đẹp đẽ của trần gian này mà mình không nhớ ra có một đấng tạo hóa, cái đó là tội lỗi. Tội lỗi của con người ta, tội lỗi nhất đó là không thờ Chúa. Thờ Chúa cho đàng hoàng thì thần nhân đồng hình, Chúa sao mình dạy. Chứ còn nếu thờ Chúa không đàng hoàng thì thờ Chúa, thí dụ như là thờ Chúa mà cúng Chúa hay là để bên bàn thờ cho Chúa một cái âu mà hay là một cái đồ mà đựng các cái quả mà để trái cây, mà trái cây bằng mũ thì thôi, thì Chúa nào mà Chúa xứng đáng là cho Chúa như vậy đó. Vậy mà người ta cũng vẫn làm như thế đấy. Cho nên mới biết là người ta tội lỗi dữ lắm. Cứ bảo làm sao là người ta khổ. Người ta khổ là bởi vì người ta không thờ Chúa. Mà thờ Chúa không đến nơi đến chốn cũng là khổ nữa. Chúa chẳng cần ai thờ cả. Nhưng mà Chúa biết là cái nguyên lý của con người ta là phải có một nguồn gốc. Cho nên Chúa cứ dạy là thờ Chúa là cho chắc ăn. Ai thờ Chúa thì không có sai, chắc ăn lắm rồi. Đấy, con dế nó kêu thì nó cũng biết làm trách nhiệm của nó. Nó canh nhà thì mình đi trước cửa nhà thì nó phải kêu là vậy đó. Còn mình là nhìn thấy vũ trụ thế giới này đẹp đẽ mà mình không biết ca ngợi Chúa thì cái đó là đúng là mình thua cái loài chim muông nữa. Cho nên cái tội của con người ta là tội không biết thờ Chúa. Hoặc là được dạy cho thờ Chúa mà lại thờ không đến nơi đến chốn. Nó là như vậy.